saw me crying. Would you save my song tonight? Would you tremble if I touch your lips? Would you love? Oh, please tell me this. Now would you die for the ones you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. You can take my breath away. I can be your hero. Xin được hân hoan chào đón toàn thể quý vị khách quý đã có mặt trong chương trình Grand Opening Golden Gate Coffee ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép anh Dũng xin được thay lời cho ban tổ chức và những người thực hiện chương trình trân trọng gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị thân mến, nổi bật như là một điểm sáng của khu đô thị mới tại thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, dường như nhịp sống ở nơi này đã có nhiều điều thay đổi từng ngày, tiếp cận thêm rất là nhiều nét văn minh của thời đại mới, thời đại của sự hội nhập, thời đại của những gì phát triển nhất. Và thưa quý vị thân mến, thưởng thức cà phê là thưởng thức nhịp sống mới của xã hội chúng ta đang hòa nhập với nhịp cầu chung của thế giới. Và thưa quý vị, hân hoan chào đón toàn thể quý vị về đây với chúng tôi là những người bạn đã có mặt hôm nay đây để cùng chúc mừng cho buổi lễ khai trương Golden Gate Coffee, địa chỉ số 25 Nguyễn Xí, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh hôm nay. Và thưa quý vị, một lần nữa, chúng tôi xin được thay lời cho ban tổ chức, thay lời cho Golden Gate Coffee, xin được gửi đến toàn thể quý vị, gửi lời cảm ơn chân thành nhất khi quý vị đã cùng dành thời gian quý báu của mình để về đây chúc mừng cho sự kiện khai trương hồng phát của Golden Gate Coffee. Một lần nữa, quý vị sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật kêu đi ạ. Kính thưa quý vị thân mến, với kết cấu hiện đại, thời thượng, phù hợp với những phong cách hiện đại, sang trọng, cùng với cách bài trí lạ và đẹp mắt với tất cả những sự mến mộ của toàn thể quý khách mời đã về đây của chúng ta. Và thưa quý vị, đó cũng là phương châm của Golden Gate Coffee của chúng tôi, với đội ngũ nhân viên năng động, không gian tuyệt vời để cùng chào mừng toàn thể quý vị sẽ cùng đến đây như là một không gian thưởng ngoạn tuyệt vời, một không gian tuyệt vời tại trung tâm
Xuân An Golden Gate của chúng ta một lần nữa. Thưa quý vị, có lẽ rằng điều đầu tiên mà chúng tôi mong muốn trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị đó chính là sự xuất hiện của bà chủ của Golden Gate Coffee của chúng ta ngày hôm nay đây sẽ hiện diện ra phía trước của sân khấu để cùng chia sẻ với toàn thể quý vị như là một lời chào ra mắt với toàn thể quý vị chúng ta tại thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh sẽ hiện lên một Golden Gate Coffee thật là uy nghi. Xin được chào đón và giới thiệu bà Trần Thị Xuân Đào, bà chủ của Golden Gate Coffee bước lên sân khấu. Đầm về hình thức kinh doanh mà vào trong đó thì Golden Gate còn chứa đựng rất là nhiều tâm tư, tình cảm cũng như là những cái ước mơ và khát vọng của hai vợ chồng. Bước vào một cái lĩnh vực hoàn toàn mới thì hai vợ chồng phải rất là vất vả tìm hiểu từ những cái thứ nhỏ nhất như là dùng giấy gì, cốc gì, chén gì cho đến những cái thứ lớn lao hơn như là kết cấu thép như thế nào, rồi cường độ ly kính như thế nào, hay là phấn gạch như thế nào, rất là vất vả. Và để ngày hôm nay thì Golden Gate Coffee đã chính thức hoàn thành, và hy vọng của hai vợ chồng là Golden Gate sẽ trở thành một cái địa điểm và một cái không gian có thể phục vụ tất cả mọi người một cách thật là thú vị và thật là hấp dẫn. Và để có được ngày hôm nay thì Golden Gate cũng như là hai vợ chồng rất là cảm ơn các gia đình hai bên nội ngoại, cũng như là cảm ơn tất cả các đồng sự, cảm ơn các đối tác như là anh Tuấn Anh và nhân viên của công ty Lim Design đã thiết kế cho Golden Gate một cái bản thiết kế rất là tuyệt vời, và cũng như cảm ơn vợ chồng anh Huyền ngày hôm nay cũng không có mặt ở đây nhưng mà cũng đã gửi làng hoa tươi thắm đến hai vợ chồng, là đơn vị mà trực tiếp xây dựng lên mảng kết cấu thép. Và cũng như là cảm ơn đối xây dựng và các anh chị đã hỗ trợ quán như là anh Phóng, chị Nhung, chị Phú và rất là nhiều các bạn đã hỗ trợ quán. Và bên cạnh đó thì cũng xin cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chung vui với hai vợ chồng. Và xin cảm ơn mọi người đã và rất là mong mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng quán cũng như đồng hành cùng hai vợ chồng trong suốt thời gian tiếp theo, và xin mọi người cùng nâng ly với vợ chồng một ly rượu vang ạ. Vâng ạ, có lẽ rằng thì niềm xúc động của bà chủ của chúng ta hôm nay đây có sự hiện diện của rất là đông đủ toàn thể quý vị khách quý, là những người anh, những người chị, những người bạn, đồng nghiệp của vợ chồng của anh chị Đào Hoàng. Và thưa quý vị thân mến, có lẽ rằng thì ngày hôm nay đây tất cả mọi người chúng ta đã bắt đầu thực sự đến đây để cùng nhau chúc mừng khai trương hồng phát cho Golden Gate Coffee. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng bắt đầu chuẩn bị thực hiện thức uống của mình và cùng nhau rô vang để cùng chúc mừng cho Golden Gate Coffee khai trương hồng phát ạ. Cả nhà đồng ý không ạ? Xin mời tất cả mọi người hãy cùng nâng ly lên để cùng đứng lên đi ạ. Và chúng ta sẽ có 3 lần hô vang. Lần thứ nhất 1, 2, 3 khai trương. Lần thứ hai 1, 2, 3 hồng phát. Và lần thứ ba Golden Gate Coffee. Đồng ý không ạ? Cả nhà đồng ý không ạ? Xin mời cả nhà cùng đứng lên đi ạ. Em xin được nhắc lại ạ, lần thứ nhất 1, 2, 3 khai trương, 1, 2, 3 hồng phát, và lần thứ ba 1, 2, 3 Golden Gate Coffee.
được không ạ? Cả nhà sẵn sàng chưa? Chưa nghe rõ ạ? Cả nhà sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Golden Gate Coffee. Một lần nữa xin được chúc mừng cho khai trương Hồng Phát Golden Gate Coffee. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, không chỉ là không gian tối hôm nay đây, buổi khai trương của chúng tôi được diễn ra, và chúng tôi mong muốn toàn thể quý vị hãy cùng nhau tận hưởng những thức uống thật là tuyệt vời được thể hiện bởi những bartender của Golden Gate chúng tôi. Và đặc biệt rằng là chúng tôi cũng không quên mong muốn trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng di chuyển vào phía trong khuôn viên của Golden Gate chúng tôi để cùng tham quan với cách kiến trúc bài trí. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng muốn mang lại cho toàn thể quý vị một không gian âm nhạc thật đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, và đặc biệt là còn có phần tham gia thể hiện của bartender của chúng tôi. Và chúng tôi một lần nữa xin được kính chúc toàn thể quý vị một buổi tối thật sự vui vẻ và ý nghĩa cùng với Golden Gate Coffee. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, thưa quý vị thân mến, đồng hành với chương trình âm nhạc ngày hôm nay đây thì chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị phần thể hiện của các thành viên đến từ ban nhạc Chago. Vâng ạ, xin mời ban nhạc Chago sẽ bước lên sân khấu để cùng mang lại không gian thật tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay cùng với đại gia đình của chúng ta, đại gia đình Golden Gate Coffee. Khi xưa ba bé hơn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lãng. Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu. Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn nước mơ ngập tràn. Yêu thương đi khắp không gian. Năm ba lên tám lên mười, chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm dòng dã quá rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng. Nằm giữa khoảng trời mênh mông, như ba dù lúc xưa ba còn thơ bé. Đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn, là nỗi buồn, vì ba cầm lạnh hơi sương. Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Năm ba lên tám lên mười, chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm dòng dã quá rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười.
ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng, nằm giữa khoảng trời mênh mông. Như ba dù lúc xưa ba còn thơ bé, đôi khi là trưa hè đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn, là nỗi buồn, vì ba cảm lạnh hơi sương, ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, nằm giữa khoảng trời mênh mông. Như ba dù lúc xưa ba còn thơ bé, đôi khi là trưa hè đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn, là nỗi buồn, vì ba gặm lạnh hơi sương, ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Hôm nay ba có âm nhạc, ba yêu như yêu con chưa bao giờ ba chán, cho con từ nốt nhẹ nhàng, con đem câu hát ca vang. Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều, mai đây con trở che cho biết bao điều, cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ, theo ba chăm sóc con nghe. Waking up to ashen dust, I want my brother as well as my roars, breathing in the chemicals. I'm breaking in, stepping up, checking out on the prison bars. This is the apocalypse. Oh, I'm waking up. To make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, 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 oh. I'm radioactive, radioactive. Oh, 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 oh. I'm radioactive. Raise my flag, don my clothes. Did a revolution, I suppose. Burning red to fit right in. I'm breaking in, shutting up, then checking out all the prison bars. This is the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I'm feeling in my bones. To make my system blow. Welcome to the new ways, to the new ways. Welcome to the new ways, to the new ways. Oh, 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 oh. I'm radioactive, radioactive. Oh, 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 oh. I'm radioactive, radioactive. Oh, system go. Sometimes I die deep in my bones, stress from inside. I'm waking up, I'm feeling in my bones, so make my system blow. Welcome to the new way, to the new ways. Welcome to the new way, to the new ways. Oh, 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 oh. Oh, 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 I'm radioactive, radioactive. Oh, 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 I'm radioactive, radioactive. Ooh.
Vâng, thưa quý vị thân mến, có thể nói rằng là với Golden Gate Coffee của chúng ta khi mà ra mắt với tất cả toàn thể quý vị có mặt ở tại trung tâm thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh thì chúng tôi dường như đây là một luồng gió mới để tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với một đô thị trẻ thật là tuyệt vời của Xuân An chúng ta. Và thưa quý vị, đó cũng chính là một ý đồ mà ban tổ chức của chúng tôi sẽ gửi đến toàn thể quý vị những không gian âm nhạc hiện đại cũng như là những âm bản nhạc quốc tế. Và thưa quý vị thân mến, giao hòa điều đó thì chúng tôi mong muốn gửi đến toàn thể quý vị sẽ là những ghé bước thêm của âm nhạc Việt Nam của chúng ta, mang đậm tình cảm của gia đình, của quê hương, của đất nước, của tất cả mọi người, bởi vì sự hòa bình thế giới. Một lần nữa xin được cảm ơn ban nhạc Cargo của chúng ta, và một lần nữa xin được cảm ơn Thúy Quỳnh, và có lẽ rằng Thúy Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến toàn thể quý vị chúng ta những lời ca tiếng hát đúng như yêu cầu của tất cả quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay ạ. Xin mời một tràng pháo tay thật lớn để cô cảm ơn tiếng hát của Thúy Quỳnh của chúng ta đi ạ. Tao mới biết được rằng thế giới không có em sẽ ra sao. Và dù cho em có ôm lấy tôi cũng sẽ không bao giờ chặt quá. Bởi vì em, bởi vì tôi, nhiều điều muốn mang quá xa vời, những lúc yếu đuối một mình ngày mai liệu còn chốn nào. Ừ thì đã có lúc đôi ta thuộc về nhau, nhưng nay em không muốn có tôi trong đời, dù là có lại gần nhau rồi sẽ đi về đâu. Chỉ có cơn mưa ở lại và những ký ức tồn tại thoáng chốc như giấc mơ vụt mất trong đêm. Và làn sương như dẫn ta bước đi, nếu dễ như hơi thở lạnh giá, chợt nhận ra chẳng còn ai. Chờ đợi một điều quá xa vời, những lúc yếu đuối một mình ngày mai liệu còn chút nào. Bởi vì đã có những yêu thương chợt tan phai, ta buông tay không níu giữ nhau trong đời, một giọt nước làm tràn ly. Chỉ còn lại một giấc mơ đen, dù chỉ còn lại một chút như ấm áp ngọt ngào, đừng quá đắm say. Và rồi khi nhận ra vẫn nơi tay yêu vẫn níu kéo điều gì, nhưng xa xa quá bỗng thấy như ta chìm vào vòng xoay. Cuộc sống vẫn trôi bao lâu, trong đời dù là có lại gần nhau sẽ đi về đâu. Dù chỉ còn lại một giấc mơ đêm, dù chỉ còn lại một chút những ấm áp ngọt ngào, đừng quá đắm say.
và rồi khi nhận ra vẫn ở đây nhưng vẫn thiếu kéo điều gì, nhưng xa xa quá bóng thế người ta chìm vào vòng xoay cuộc sống cuốn trôi bao ngày. Vâng, một lần nữa xin được chào đón toàn thể quý vị đã cùng trở lại với chương trình Grand Opening Golden Gate Coffee ngày hôm nay của chúng tôi. Địa chỉ số 25 Nguyễn Xí, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Thưa quý vị thân mến, chúng tôi có thể nói rằng không có điều gì mà chúng tôi hạnh phúc hơn hết khi những người là thực hiện chương trình hôm nay đây được đón nhận tình cảm của toàn thể quý vị, bạn bè, những người thân của gia đình, cũng như là những người anh, người chị, người em, người đồng nghiệp của bà ông bà chủ của chúng ta với Golden Gate Coffee của chúng ta ngày hôm nay đây. Và thưa quý vị, điều tuyệt vời nhất đó chính là một không gian âm nhạc thật là hiện đại ngày hôm nay đây, được thể hiện bởi tiếng giọng ca tuyệt vời đến từ nghệ sĩ Thúy Quỳnh của chúng tôi. Và có lẽ rằng từ đầu chương trình đến nay thì chúng tôi mong muốn một lần nữa toàn thể quý vị sẽ không quên dành tặng một tràng pháo tay nữa thật lớn để cùng cảm ơn và chào đón sự trở lại tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Quỳnh.
câu tạm biệt em nói trên môi. Anh biết đêm nay là cuối bên nhau mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng nồng nàn, ta từng khờ dại. Mắt em nhòa đi mascara. Em chắc anh không đi đến nơi gọi là nhà. Dù vài ngày cũng chẳng để lại gì, tim mình thầm thì mình còn lại gì ngoài cuộc gọi hai giờ đêm. Mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm. Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai dù xa quá. Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao. Mình còn lại gì ngoài tình đã phai từ hôm nào. Lại một ngày trôi đi về mấy ngàn. Em đi cùng đêm tàn mở sương khói. Câu tạm biệt em nói trên môi. Anh biết đây là đêm cuối ta say mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khờ dại. Mắt em nhòa đi mascara. Em chắc anh không đi đến nơi gọi là nhà. Dù vài ngày cũng chẳng để lại gì, tim mình thầm thì mình còn lại gì ngoài cuộc gọi hai giờ đêm. Mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm. Một kẻ mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai dù xa quá. Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao. Mình còn lại gì ngoài tình đã phai từ hôm nào. Lại một ngày đi trôi về mấy ngàn. Em đi cùng đêm tàn mở sương khói. Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi hai giờ đêm. Mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm. Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai dù xa khuất. Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi hai giờ đêm. Mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm. Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai dù xa khuất. Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao. Mình còn lại gì ngoài tình đã phai từ hôm nào. Lại một ngày trôi đi về mấy ngàn. Em đi cùng đêm tàn mở sương khói. Câu tạm biệt em nói trên môi. Anh biết đây là đêm cuối ta say mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khờ dại. Simona, you're getting older. Your shine has been etched on your skin. Simona, wish I had known that what seems so strong has been then gone. I will call you up every start of day and night, and when boys
feel the morning light and we sang. Here we go again. And though time goes by, I will always be in the club with you. And 1973, saying here we go again. Simona, wish I was sober so I could see clearly now. The rain has gone. Simona, I guess it's over. My memory plays out on the same old song. I will call you up every Saturday night and gonna burst day down till the morning light and we sang. And though time goes by, I will always be in the club with you. And 1973, saying here we go again. Saturday night and when bars stayed out till the morning light and we sang. Here we go again. And though time goes by, I will always be in the club with you. And 1973, saying here we go again. I will call you up every Saturday night and when we're stayed out till the morning light and we sang. Here we go again. And though time goes by, I will always be in the club with you in 1973. À, vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Quỳnh cùng với ban nhạc Cargo của chúng ta rất là nhiều. À, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và bây giờ đây thì có lẽ chúng tôi xin được mời lại hai cây guitar của chúng ta cùng với một cây trống để cùng sẽ cùng đềm đàn trong một tiếng hát của một người phụ nữ xinh đẹp. Xin được chào đón chị Huệ bước lên sân khấu để cùng gửi đến toàn thể quý vị chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài hát có tên gọi Một Cõi Đi Về. Chúc cho quán của chúng mình khai trương thật là hồng phát và gửi một bài hát đến với tất cả các quý vị. Xin được bài hát Một Cõi Đi Về của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi trên vai hai ta đôi vâng nhật nguyệt rồi suốt trăm năm một cõi đi về lời nào có cây lời nào có lạ một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa mây che trên đầu và nắng
bóng con người. Đường chạy vòng quanh một vòng tiêu tùy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Ngày xa vừa tan mùa xuân, trôi tan mùa hạ. Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao, đi về biển rộng. Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Hôm nay ta say quên đời ngủ muộn, để sớm mai đây lại tiệc xuân. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng trời. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhòa, tiếng đồng nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xoay mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bùi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá sắc sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dày. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Ngày tháng nào đã ra đi, khi ta còn ngồi lại. Cuộc tình nào mãi ra khơi, ta còn mãi nơi đây. Từng người tình bỏ ta đi, dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa. Khi bước chân ta về đêm khuya, nhìn đường phố thành phố hoang vu, như đời người qua cuộc tình. Làm sao em biết đời sống buồn tênh. Đôi khi ta lắng nghe ta, nghe sóng âm u rồi vào hồn buồn giá. Hồn ta gió cát phù du bay về. Tình reo, tình ấm thầm, sâu réo sâu bên bờ vực sâu. Còn thấy gì sáng mai đây,
còn bạn bè. Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê. Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu, ôi tiếng buồn rơi đều. Nhìn lại mình đời đã xanh rêu. Và một bài hát cuối cùng muốn gửi tới tất cả mọi người, đó là bài hát Nỗi Nhớ Mùa Đông của nhạc sĩ Phú Quang. Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lạnh. Chút lá kia vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười. Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông? Mùa đông cây cầu đã gãy. Làm sao về được mùa đông? Để nghe chuông chùa xa vắng, thôi đành du lòng mình vậy. Vừa như mùa đông đã về. Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười. Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông? Mùa thu cây cầu đã gãy. Làm sao về được mùa đông? Để nghe chuông chùa xa vắng, thôi đành du lòng mình vậy. Vừa như mùa đông đã về. Làm sao về được mùa đông? Để nghe chuông chùa xa vắng. Làm sao về được mùa đông? Dòng sông cây cầu đã gãy. Thôi đành du lòng mình vậy. Vừa như mùa đông đã về. Vâng ạ, xin được chân thành cảm ơn tiếng hát của chị Huệ rất là nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, Golden Gate Coffee của chúng tôi ngày hôm nay là ngày đầu tiên, ngày khai trương để cùng ra mắt với toàn thể quý vị. Và chúng tôi hy vọng rằng ngày hôm nay đây cũng là ngày để chúng tôi có thể là một nhịp cầu nối với chúng tôi, với toàn thể quý vị qua âm nhạc, để âm nhạc sẽ kết nối với tình cảm của chúng ta rất là nhiều. Và hy vọng rằng với sự định hình về lối âm nhạc mà chúng ta sẽ thể hiện trong quán của chúng tôi, thì cũng mong muốn được sự góp nhận của toàn thể quý vị có mặt ở phía dưới, cũng như là sức lan tỏa của toàn thể quý vị mang lại không gian. Và biết đâu đó thì trong một tương lai rất là gần, thì ông bà chủ của Golden Gate Coffee của chúng ta sẽ mang lại một không gian, có thể là một đêm nhạc bolero, có thể là một đêm nhạc về Trịnh Công Sơn, có thể là một đêm nhạc về Phú Quang, hay có thể là một đêm nhạc về tân nhạc Nguyễn... Vâng ạ, tân nhạc, đúng không ạ? Đoàn Chuẩn, Từ Linh, hoặc là Nguyễn Ánh Chín,
tất cả những điều đó, không gian đó cũng chính là sự góp mặt, góp nhặt của chúng tôi với những ý kiến tham gia đóng góp của toàn thể quý vị. Và chúng tôi hy vọng rằng tình cảm đó khi quý vị đã cùng dành thời gian để về đây chúc mừng cho buổi lễ khai trương Hồng Phát của Golden Gate Coffee của chúng tôi, đó là một điều tuyệt vời nhất. Và chúng tôi một lần nữa mong muốn lắng nghe những tràng pháo tay thật lớn từ toàn thể quý vị. Và bây giờ đây thì chúng tôi nhường thời gian còn lại cho toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức đồ uống, thức uống tại Golden Gate Coffee của chúng tôi. Và không quên lưu lại những hình ảnh check-in của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay tại khuôn viên của Golden Gate Coffee của chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và đây cũng chính là tình cảm mà anh Hoàng và chị Xuân Đào cũng mong muốn được tất cả quý vị, quý anh chị chúng ta đã đến đây với chúng tôi, đến với Golden Gate Coffee 25 Nguyễn Xí, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Hãy cùng lưu lại những hình ảnh tuyệt vời nhất, sẽ là những tiểu tiết để lan tỏa, cùng nhau lan tỏa thương hiệu của chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều.